điều tiết, mai sau anh khá anh về thì mình tính tiếp, anh em bảo. Còn bây giờ hiện tại cái nhà đấy anh khá anh Huấn muốn tổ chức kiểu gì đấy việc của anh đấy, mà anh Huấn anh đã tổ chức rồi, tránh tình trạng không vui, anh em bảo. Nói chung là kể cả không nhắc đến tên nhau nữa, nhưng mà đôi khi là có một cái dấu ấn gì về nhau thì cũng sợ buồn đấy, cho nên là anh em mình tốt nhất là thôi không gặp được nhau nữa tốt hơn đấy. Để đỡ những cái trường hợp mà nói nó không may, anh em bảo. Tại vì toàn là ngày vui, anh em bảo, toàn là ngày vui như thế. Tại vì trong những cái cuộc vui là nó sẽ có nhiều cái gọi là góc độ xảy ra, anh em bảo, ví dụ thế. Anh em mình là cứ tránh nhau ra được bao nhiêu là anh em ấm no bấy nhiêu. Còn cuộc đời sợ thì chẳng ai sợ ai đâu anh em. Đường cùn thì biết ngay, anh em bảo. Đến bản thân anh em cũng vậy thôi. Đấy, đường cùn thì thằng vua thua thằng liều, anh em bảo. Đấy, ví dụ thế. Thắng thì vào kho mà thua thì làm chỗ gì đâu. Đấy, tránh anh em ạ, giữ được mình rồi là tốt. Mình giờ mình đến bản thân bạn là tôi cũng không đủ trình với bạn, bạn Quang Huy à? Đấy, đến bản thân bạn tôi cũng không đủ trình với bạn, bạn Quang Huy nhá. Đấy, tôi chỉ mong sao là nếu bạn ghét tôi thực sự thì mai sau anh em mình có trường đời gặp được nhau ấy, thì anh em mình tỉ thí với nhau ở ngoài. Chứ ở trong cái mạng xã hội này thì tốt nhất là bạn cũng đừng để ý tôi làm gì cả. Nói hay của em ạ. À. Ok, em chào anh Tuấn Bỉu nhá, em chào anh Tuấn Bỉu nhá, lâu lắm mới gặp anh nhá. Không phải, em là con người em bây giờ nó như thế, anh chị không? Em tính, tại vì tính em nó hay lắm. Em biết thừa rồi, kể cả mùm em đã xong là xong, nhưng mà đôi lúc là nhiều cái tác động nó vào, nhiều lúc mình không kiểm soát bản thân mình đấy. Có thể là mình không chơi bời như ngày xưa, nhưng đôi khi là cái tí cồn tí men mà nó tác động mình lại. Xã hội bây giờ mà quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều đấy. Đại đa số bây giờ những cái việc nó xảy ra là toàn gọi là do tiểu nhân nó kích bác, em bảo. Chứ bản thân mình chẳng có gì đâu đấy, nhưng mà cũng ngậm ngùi ấy trôi qua. Nhưng mà đôi khi tiểu nhân nó kích bác vào, nó biết cái tính của mình rồi, nó kích bác vào đấy, thành ra là mình cứ bốc đồng lên là các bạn biết rồi, thiệt. Vẫn là những do những thằng ngu là bốc đồng lên là thiệt. Đến bản thân mình là mình đôi khi là mình bị ngu lắm, là mình bị thiệt đấy, anh em bảo. Còn những thằng khôn thì nó thường thường người ta bảo rồi, cái kiểu là gắp lửa bỏ tay người đấy, anh em bảo. Đấy, gắp lửa bỏ tay người đấy. Thế cho nên là bây giờ mình không để nữa. Anh kể chuyện tiền tỷ đâu.